Mời ông Nguyễn Dung. Thưa, cái chuyện nội bộ giữa ông Pence và ông Trump thì nó cũng dễ hiểu, là bởi vì nếu ông Trump biết ông Flynn đã nói cả chuyện cấm vận với lại tòa đại sứ Nga, thì ông Trump có nhiều khi cũng coi cái chuyện đó không quan trọng để mà đi thông báo cho tất cả mọi người xung quanh mình, kể cả ông phó tổng thống. Thành ông phó tổng thống không biết gì hết. Thì ông Pence, ông ấy phạm lỗi là nói sai sự thật nhưng mà một cách rất là ngay tình. Mà cũng không thể trách cứ là ông Trump là đã giấu chuyện đó, bởi vì rằng nhiều khi ông nghĩ rằng chuyện này đâu có gì quan trọng, đâu cần cái chuyện gì cũng phải nói cho ông phó tổng thống biết. Thành cái chuyện đó có thể coi là không đáng chú ý. Thưa ông, trong cái tweet mà ông Trump gửi ra trong cái ngày mà ông Flynn từ chức, ông Trump ông tweet như thế này, ông bảo là cái vấn đề đó là tại sao những cái chuyện như thế này mà leak ra từ Washington, tức là leak ra từ phía Tòa Bạch Ốc đó. Ông còn nêu một câu hỏi rằng liệu tất cả những cuộc thảo luận liên quan đến cách đối phó của Hoa Kỳ đối với Cộng sản Bắc Hàn có bị gọi là rò rỉ ra bên ngoài hay không? Khi mà có rò rỉ như vậy tức là phải trong nội bộ của ông Trump chứ không? Vâng, thì cái chuyện mà nhiều khi ông Trump ông nói cái này, người khác lại nói cái khác á, cho thấy rằng ở trong cái nội bộ những người cộng tác với ông Trump đó, họ có nhiều cái bất đồng ý kiến với nhau. Ngay cái chuyện mà trong vòng cả tháng trời ông Trump mới điện thoại được cho ông Tập Cận Bình, nó cũng là bởi vì trong nội bộ đó có những cái người mà nhất định cứng rắn với lại Trung Cộng, rất là mấy cái ông tướng. Nhưng mà lại có những cái người như là ông ngoại trưởng thì lại bảo rằng phải thực tế một chút, cứng rắn như vậy không đi đến đâu cả. Thì trong cái chuyện mà ông Flynn mà nói chuyện với tòa đại sứ Nga đó, thì nó đối với lại tất cả cái ban tham mưu của ông Trump nó làm chuyện rất nhỏ. Nhưng mà mấy người ở trong đó cũng mỗi người một ý kiến. Thành ra có người bảo là cái này Flynn nó làm sai rồi, thì có người bảo là ôi đâu có sao, cái chuyện con ấy mà. Họ cứ như thế. Thành ra cái lúc mà ông Pence có thể là cái người nổi giận nhất là cái anh này anh ấy nói dối, làm khiến cho tôi cũng nói dối. Thì lúc đó đó thì người ta phải nói rằng bây giờ giữa ông Pence với ông Flynn thì ai là người bị hy sinh, thì không thể nào hy sinh ông phó tổng thống được, thì phải cho cái anh chàng kia đi ra. Mà ông Flynn thì ai cũng biết là một cái người rất là sôi nổi. Ông ấy đã từng bị cách chức cái thời ông Obama là bởi vì đã làm ở trong cơ quan tình báo của Bộ Quốc phòng, đứng đầu cơ quan tình báo Bộ Quốc phòng. Nhưng mà ông ấy đã làm những công việc mà vượt ra ngoài cái quyền của ông ấy. Thành ra là chính thượng cấp của ông ấy yêu cầu Obama là cho ông ấy nghỉ. Thì ông ấy đã từng bị gọi là trách cứ là bất tuân thượng lệnh trong cái lúc ông ấy làm việc ở bên Trung Đông. Thì ông ấy là một cái người có cái cá tính rất mạnh và có ý kiến rất là mạnh, và ông ấy nghĩ rằng cái điều gì ông ấy nghĩ chắc là đúng thì ông cứ thế ông ấy làm. Thưa ông ơi, có một số người thì đưa ra một cái nhận định như vậy, họ tiên đoán thôi, họ là chắc là trong nội bộ Đảng Cộng Hòa cũng có những người cũng thực sự muốn ngáng chân ông Trump, để nếu mà có một cái gì mà nó tệ hại lắm xảy ra đó thì ông Michael Pence sẽ lên làm tổng thống nước Mỹ thì chắc có lẽ tốt hơn một ông Donald Trump. Ông có nhận định gì về chuyện này không? Cái chuyện này thì người ta đã nói từ lúc ông Trump chưa đắc cử. Bởi vì cái lúc ông Trump ra tranh cử đó thì phần lớn những người gọi là tay to mặt lớn ở trong Đảng Cộng Hòa đó không mấy người ủng hộ ông ấy. Gia đình nhà Bush không ủng hộ, ông Gingrich không ủng hộ, ông Romney không ủng hộ. Bao nhiêu người mà cứ nghĩ rằng để các anh này ra làm thay mặt Đảng Cộng Hòa thì kỳ quá, bởi vì ông ấy coi như là mới vào Đảng Cộng Hòa đấy. Thế nhưng mà cuối cùng bao nhiêu các ông chính trị gia khác là thua ông Trump phải hết. Thì trong nội bộ Đảng Cộng Hòa từ thời ông Trump ra tranh cử đó là người ta đã nghĩ rằng thôi bây giờ đành phải có cái ông Tổng thống Trump, chúng ta cứ bỏ phiếu cho ông ấy lên. Nhưng mà nếu ông có cái lỗi gì đó mà người ta mà gọi là đàn hạch ông ấy mà rồi truy tố và cất chức ông ấy thì mình vẫn có quân bài tốt là ông Pence. Thế nhưng mà không biết rằng phía Đảng Dân Chủ họ có muốn là đưa đến cái chuyện đàn hạch ông Trump hoặc không? Bởi vì có thể họ lại nghĩ rằng cứ thế này tốt hơn. Có ông Trump đấy có lẽ sau này họ có nhiều cơ hội hơn. Còn ông Pence có thể lại là đại họa cho Đảng Dân Chủ. Thì cái chuyện đó mình chưa thể biết được. Thưa ông, có một số người thì họ cho rằng cái cuộc này, cái vụ của ông Flynn nó sẽ còn nặng nề hơn nữa, bởi vì tờ New York Times vừa đưa ra một cái danh sách 3-4 người mà cố vấn thân cận của ông Trump đã liên lạc với tình báo Nga trong cả năm trời. Thì bây giờ các nghị sĩ của Dân Chủ và Cộng Hòa đều nêu một câu hỏi là liệu cái hành động của ông Flynn đã có sự chỉ đạo hay không? Tức là muốn ám chỉ ở cấp cao hơn, có thể là ông Trump chăng? Thí dụ đi, bây giờ tình báo mà họ điều tra tới nơi tới chốn, mà họ thấy được cái bằng chứng đó, thì cái gì sẽ xảy ra? Thưa, cái chuyện mà tình báo điều tra đó, họ có thể thấy tất cả nội dung những cái cuộc điện đàm giữa ông Flynn với đại sứ Nga, bởi vì họ nghe lén hết, từ xưa đến nay vẫn vậy. Nhưng mà bảo là cái này là do lệnh của ông Trump hay không đó, thì tôi nghi là khó lòng mà tìm ra. Nhưng mà cái đó nó đặt ông Trump vào trước một cái tình thế khó xử, là nếu ông ấy ra lệnh cho ông Flynn ngay cái lúc ông Obama tăng cái cấm vận Nga, ông Trump nếu ông ấy bảo ông Flynn là mày nói với đại sứ Nga đi, bảo là mai mốt cái chuyện đó tao sẽ xóa đi, thì nếu ông ấy làm như vậy đó thì ông ấy cũng có lỗi. Cái thứ hai là nếu ông không hề bảo ông Flynn câu nào cả mà ông Flynn tự ý làm công việc đó, thì lại chứng tỏ ra ông Trump sai lầm. Là chọn một cái người tự ý đưa ra những chính sách ngoại giao của nước Mỹ mà không hỏi ý kiến ông chủ của mình là ông Trump. Thì ông Trump sẽ rơi vào cái tình trạng khó xử đó. Cho nên là khi ông ra trước nhà báo mà ngày vừa rồi mà người ta hỏi là ông nghĩ gì về ông Flynn, thì ông kêu ô, Flynn là một cái người tuyệt vời. Thì cái chữ tuyệt vời đó hiểu nghĩa nào cũng được. Ông có thể nói là ông ấy là người tuyệt vời, trừ cái chuyện ông ấy nói chuyện với đại sứ Nga. Tuyệt vời vì ông ấy yêu nước, tuyệt vời là bởi vì ông ấy rất thông minh, tuyệt vời là bởi vì ông ấy bạn tốt chẳng hạn. Đủ các thứ tuyệt vời hết. Thì cái lối của một cái người đóng phim như là ông Trump và đó, là ông ấy tìm vào những cái câu mà nó đúng nhưng mà ai muốn hiểu thế nào cũng được. Thưa quý khán giả, nếu bây giờ chúng ta đi lên trên mạng xã hội chỉ cần đánh cái chữ Trump thôi thì chúng ta sẽ thấy rằng hiện ra 1 triệu những cái loại bài mà tất cả thế giới đều đề cập đến cả. Chứng tỏ ông cũng là một người đang làm show đó chứ phải không ạ? Vâng, ông ấy làm tổng thống như một người đang diễn trên đài truyền hình. Chào tạm biệt quý khán giả của Người Việt TV Online, và ông Nguyễn Dung xin hẹn gặp lại trong chương trình tuần tới ạ.